trưởng thành ở thời điểm hiện tại là điều không có gì để bàn cãi. Khi bất cứ chương trình hay là bộ phim nào mà có sự góp mặt của anh đều đạt được thành tích khủng và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Tuy nhiên, mới đây thì khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi ông xã Harry Won bất ngờ bị gạch tên khỏi hai chương trình đình đám mà anh từng giữ vai trò chủ chốt, đó là Thách Thức Danh Hai và Chạy Đi Chở Chi mùa 2 Running Man Việt Nam. Cụ thể, mới đây thì ekip chương trình Thách Thức Danh Hai đã vừa có thông báo Hoài Linh và Minh Nhí sẽ thay Trần Thành và Trường Giang ngồi vào ghế nóng. Không những vậy, Running Man Việt Nam cũng đã đi đến những ẩn số cuối cùng để tìm ra những gương mặt trong dàn cát chính của mùa 2. Nhưng nhà sản xuất cũng không bật mí một hint nào mà liên quan đến ông xã Harry Won. Trước đó đã có nhiều tin đồn là MC Quốc Dân sẽ bị thay thế. Trước sự thắc mắc của khán giả, thì đạo diễn Khương Dừa của công ty Điền Quân, nhà sản xuất của Thách Thức Danh Hài đã thẳng thắn chia sẻ. Phần quan trọng của chương trình là thí sinh và ban tổ chức luôn cố gắng tập trung vào yếu tố này. Khi chương trình lên sóng, khán giả sẽ trông đợi ai là người thắng giải 100 triệu, ai là người thắng 150 triệu. Chứ họ sẽ không trông đợi tập này Trần Thành nói gì, tập kia Trường Giang nói gì. Dĩ nhiên giám khảo Trần Thành và Trường Giang đã có lượng khán giả nhất định. Nhưng khi mình thay đổi thì sẽ có những khán giả họ không quen. Không thể phủ nhận việc Trần Thành là nhân tố tạo nên sức hút của Thách Thức Danh Hài những năm trước. Tuy nhiên thì bên cạnh những hiệu ứng tích cực, năm Danh Hài cũng nhận về vô số những phản ánh tiêu cực, những ý kiến trái chiều khi ngồi ghế nóng. Nhưng có rất nhiều khán giả la ó việc ông xã Harry Won thường xuyên có những nụ cười gượng gạo để an ủi thí sinh. Thậm chí, trong một tập phát sóng vào mùa 5, Trần Thành phải cúi đầu xin lỗi khán giả truyền hình và phải tự bỏ tiền túi đền cho chương trình vì giúp thí sinh chiến thắng 20 triệu với nụ cười có phần quá dễ dãi. Nếu như khán giả đồng tình rằng việc Trần Thành cùng với Trường Giang không góp mặt trong Thách Thức Danh Hài mùa thứ 7 là hợp lý, vì sợ rằng việc làm giám khảo quá lâu khiến năm Danh Hài chai lì cảm xúc, khó cười, gây nhàm chán, thì một bộ phận dân tình lại tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì Trần Thành vắng bóng tại Running Man Việt Nam mùa 2. Không chỉ Thách Thức Danh Hài mà Running Man Việt Nam mùa 2 cũng đã có nhiều tin đồn Trường Giang sẽ thay thế Trần Thành. Sau nhiều đồn đoán thì ban tổ chức cũng xác nhận Trường Giang là nghệ sĩ đầu tiên tham gia, còn Trần Thành đến bây giờ vẫn biệt tâm biệt tích. Người hâm mộ càng có thêm cơ sở tin việc Trần Thành sẽ không có mặt. Tại Running Man Việt Nam mùa 1 có tên tiếng Việt là Chạy Đi Chở Chi, năm MC đã không ít lần bị chê chiếm sóng của các thành viên khác khiến một bộ phận khán giả không hài lòng. Là một nhân tố gây cười của chương trình, tuy nhiên Trần Thành đã có nhiều hành động quá lố khiến cho các thành viên khác cũng như người xem liên tục cảm thấy ngứa mắt. Ngay cả dàn cát chính còn đồng minh với câu khẩu hiệu tiêu diệt Trần Thành. Đặc biệt, khi Harry Won góp mặt làm khách mời thì cả hai vợ chồng đã bị ném đá vì đã thể hiện tình cảm vợ chồng quá mức. Là công thần của cả hai chương trình nhưng lại không được cất nhắc trong những mùa sau, nguyên nhân do đâu? Phải chăng vì quá nhiều tranh cãi, ồn ào nên MC Trần Thành không xuất hiện trong game show Hot ở mùa mới? Điều này còn phụ thuộc khá nhiều lý do từ ekip cho đến nghệ sĩ, chẳng ai tiết lộ nguyên nhân chính thức vì Trần Thành vắng mặt. Ở một góc nhìn tích cực hơn, hy vọng sự thay máu từ các nhà sản xuất của các chương trình sẽ có những hiệu ứng tích cực, tạo nên cơ hội cho những nghệ sĩ khác. Trên đây là cập nhật của chúng mình liên quan đến thông tin Trần Thành bất ngờ bị gạch tên khỏi hai game show đỉnh đám, liệu có phải vì nhiều thị phi? Đến đây thì video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.